Còn việc thuật quần chúng về tham gia ngày hội, lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đi theo, chúc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 với thành công và tốt đẹp. Kính thưa quý vị, tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu trích đoạn lễ hội Gò Tàu của dân tộc Mông Yên Bái. Lễ hội Gò Tàu là lễ hội truyền thống được người Mông trông chờ nhất vào mỗi dịp đầu xuân. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Lễ hội nhằm mục đích cầu phúc, cầu bệnh cho gia chủ và cầu chung cho cộng đồng dân bản một năm mới người yên vật thịnh. Lễ hội Gò Tàu thường được tổ chức vào ngày Thìn hoặc ngày Sửu trong dịp đầu xuân. Công tác chuẩn bị cho lễ hội được chuẩn bị vào khoảng cuối tháng Chạp, trong đó gia chủ phải mời một người làm chủ lễ để giúp chủ trì lễ hội. Chủ lễ là người có gia cảnh yên ấm, gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả. Trong lễ hội Gò Tàu, cây nêu là biểu tượng chính của lễ hội, gắn với sự linh thiêng, sự kết nối giữa trời và đất. Trên ngọn cây nêu có treo vải vải đỏ tượng trưng cho lời mời tổ tiên về dự hội, một bầu rượu tượng trưng cho tài lộc hạnh phúc. Phía dưới của cây nêu có treo ba cây khèn tượng trưng cho linh hồn của người Mông. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng theo dõi trích đoạn lễ hội Gò Tàu của dân tộc Mông Yên Bái. Trên con đường ngọn núi cao bao nàng xa lễ hội Gò Tàu và rủ nhau đi dự hội. Để chuẩn bị cho nghi lễ cúng, chủ lễ sẽ cùng mọi người đặt bàn lễ và bày đồ lễ ngay chân cột cây nêu. Một bát gạo, một bát nước, một bầu rượu, tám chén rượu được chia đều đặt ở bốn góc bàn lễ. Đặc biệt, lễ vật không thể thiếu được con gà trống. Phong phủ Lai Châu, chợ phiên sang hàng thành phố Lai Châu, chợ tình Sapa Lào Cai, chợ tình Khao Vang Hà Giang, chợ tình ngày hoặc cuối tuần lời các gọi là cháy nồng tình yêu. Lót chợ, lót chợ, lót chợ. Chúng tôi cũng nói bắt đi theo rồi đó rồi, đó là đi đâu đi theo. Thank you.
lòng vàng càng thông cây hoa lòng giữ tan màu càng đông đi bỏ vừa để bỏ nhung hoa bỏ vừa để bỏ cho bỏ vừa cho mà thân hình vàng cây xây hình lệ mà tớ làm phá mà tớ xây và tớ phá mà tớ đi hoa mà tớ tớ công chi với gì của thơ chẳng chẳng chớ sang kênh chẳng thành chớ gì cho ta không đo đi sự lòng tư sư mà tư sinh tư kia thơ tớ xây tớ cho chồng công chi mà dự thơ hạ đi sự đi sau khi lễ cúng chủ lễ sẽ trao cho nếu rất khẳng định nhất trí lời kịch cầu và tạ ơn của sư chủ và bà con dân bản thì âm dương sẽ thể hiện cả hai mặt cùng ngửa. Nếu khẳng định đã nhận được lời kịch cầu thì âm dương sẽ một phút một ngửa. Nếu khẳng định che chở phù hộ thì âm dương sẽ hiện hai mặt cùng ngửa. Kết thúc phần cúng cầu mình, chủ lễ sẽ thực hiện nghi thức đắp thiên đà, rồi mang đi luộc để tạ ơn thần linh. Việc cắt thiên đà phải được thực hiện ngay tại chân cột cây nêu, trước sự chứng kiến của cây nêu và bà con dân bản. Thiết gà sau khi cắt sẽ được thầy cúng quét lên dưới cúng, rồi đặt lên bàn cúng. Người mong cho rằng có như vậy thì thần linh mới nhận được lễ vật và lời thỉnh cầu của dân chủ và bà con dân bản. Ở khắp các tỉnh có người Mông sinh sống, dân ca dân vũ của người Mông là những bài hát điệu múa được lưu truyền lâu đời, gắn liền với phong tục, với cuộc sống, với tình yêu quê hương, tình yêu nhân dân. Một trong những điều dân vũ của người Mông yêu thích và được lưu giữ đến ngày nay đó là điệu múa về tiền. Trái rừng như cây thông mọc đồng, nói lời yêu cũng gà sau khi cắt thiết sẽ được mang đi luộc rồi dâng lên bàn để thờ cúng tổ tiên. Sau phần lễ cúng cầu mình, chủ lễ sẽ tiếp tục thực hiện phần cúng cầu phúc xung quanh cây nêu. Thank you.
cùng đó đó xin cha tổ à cái á rồi từ đó cái cảm nhận gì về chúng ta cho lòng thầy của nó có phải quá nhỏ đó cái á tôi thấy kỹ và tổ chức số á chờ phù hộ cho gia đình không dòng họ gặp nhiều khó khăn nhớ bao nhiêu quá nhiều cái chuẩn mong á nhớ tôi là tại xin cha tổ à không sử nhớ một lần nào lo tôi tiêu tụ kỹ á tôi cảm tôi số à họ phong họ làm á mà tôi cần chia mà họ nụ họ chữ họ tiêu họ chữ họ thực sự trong cái á à nhớ nó tất cả cũng cho đóng trong cái á nhớ nó cũng chỉ là sa đó thì toàn là vì chỉ nó chỉ sử dụng sinh phí tiền là sinh tiền sinh chế thì càng để càng ăn à cho nó bảo thế nhớ nhớ nữa à linh đạo linh đạo linh 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 chế linh đạo linh đạo linh đạo linh chế à nhớ bảo thế bảo gì đó rồi số bảo thế xin lỗi cảm ơn chúng tôi什么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 
Sau khi lễ cúng bên kia đều, chủ lễ sẽ đốt giấy cúng tại bốn góc bàn với ý nghĩa gửi lời thỉnh cầu của giáo chủ và bà con giáo bạn tới thần linh, thần núi, thần trời và thần cai quản bốn châu. Chúng ta sẽ cho mình ăn, à, đó là tu sinh đi sinh chờ, đó được rồi. Khi nào chùa ấy cũng có phi tăng, cũng có tăng. Có số tiền đó, tăng có số bao nhiêu tiền, tiền sinh không ai nhớ. À, tăng. Chỉ một mao, chỉ một tiền, chỉ một thế, chỉ một đồ đó được tăng nhiều. Sau khi đốt giấy cúng, chủ lễ sẽ thông báo với bà con dân bản kết thúc phần lễ. Nó
thế chứ tháo tối chuẩn bị tiền tháo cái từ cái lò đó chứ chủ lễ đang nói chuyện bây giờ qua là gì tháo cái bàn con sơn bản là tàu tàu lô kì họ nói cái lò đó là những đồ xe bây giờ là gì à sự chẳng có đâu thấy sự chuyển họ nói lô kì tàu tàu thì hết rồi ai mình muốn chế cho cái sự lò với này hỏi ta cái lò phòng cho biết là hỗ trợ xuống đó kính thưa toàn thể quý vị, lễ hội gầu tàu thực sự sôi động khi bước sang phần hội. Bà con dân bản cùng vui mừng phấn khởi tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc Mông như ném to, đẩy gậy, giỏi quay, bắn nỏ và tham gia thể hiện các bài hát dân ca, hát ống dây, múa ô của dân tộc Mông. Đặc biệt không thể thiếu được cuộc thi trổ tài múa kèn của các chàng trai Mông vùng cao. Đối với đồng bào dân tộc Mông, trong những dịp lễ hội Tết đến xuân về, không thể thiếu tiếng khèn. Đây được coi như là linh hồn của đồng bào Mông, gửi gắm thể hiện trong tiếng khèn của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên, với núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa, làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Trong các bài biểu diễn múa khèn của các chàng trai Mông, bao giờ cũng có nội dung thay đổi và ý nghĩa tích cực và bạn bè với bạn bè cùng phù hợp vui chơi để tiến thể làm chi đi học văn rất phải và những học lao động thấp thì việc nhập để góp phần gắn kết tình bạn tình yêu tình ngày xóm thế gian. Người Mông quan điểm các nghệ nhân phải biết may vá điệp nhảy khoe thùa, con trai Mông phải biết thổi khen và múa khen. Thời khen ra múa khen thể hiện sự tài hoa, sự khéo léo của các chàng trai Mông với những bước nhún nhảy, bước đảo, bước quay, hoặc bước khen vừa ra mình trên đất tạo nên những vũ điệu rất đẹp, những khen rất sâu vào linh hồn của người Mông. Thân quen những tiếng thắng cố, mềm mềm, hiểu ngu hay tất cả những gì thân thuộc nhất sẽ gắn bó với họ từ lúc sinh ra. Cây khen cũng là một trong những phần bất kỳ thân của các chàng trai Mông được họ mang bên mình dù đi chơi hội hay đi lao động sản xuất. Vui hội cầu tàu, chúng ta không thể thiếu. Chúng ta sẽ bất kỳ để cảm nhận và nhận biết hơn với những tiểu phố dân gian truyền thống của dân tộc Mông. Những chiếc cầu, những xoay tròn, những cao xuống đất, dần dài chút mưa hoa trong đất đời hoa của các cô gái. Lễ hội xuân tươi mừng trên bàn nhỏ, tiếng trẻ ai vang vọng núi ngàn xa. Cô gái Mông nhịp nhàng các điệu múa, đám ô thề đứng dựng cũng ngả theo. Điệu múa xuân như lời nhắn gửi, lời của em. Và trong những hội cầu tàu, các trò chơi dân tộc thể hiện ra thượng võ của người Mông vùng cao. Đó là trò chơi bất ngờ sôi động nhất và trò chơi đẩy gậy các chàng trai cô gái so tài với nhau. Đẩy gậy là trò chơi đòi hỏi người chơi phải có sức khỏe tốt, bền bỉ và kết thúc thời cơ đúng cách để đẩy đối thủ ra khỏi sân. Và như thế, các chàng trai sẽ thể hiện hết mình để trở thành không khí reo hò cổ vũ của bà con dân bản vang vọng khắp núi rừng. Trong lễ hội cầu tàu, một trò chơi truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, đó là trò chơi chọi quay. Đây là trò chơi đồng bào dân tộc Mông được thực hiện trong một dịp Tết đến xuân về. Look at
Và được các chị em phụ nữ trong bản mến mộ bởi sự khéo léo. Con quay xoay tròn được người bắt trước như sự xoay vần của cuộc sống và đất trời. Nhiều chàng trai cô gái mơ, nhờ chơi và xem trải quay mà đã nên duyên trường vợ, sống bên nhau hạnh phúc. Con quay anh nắm chắc, đôi mắt anh nắm chặt, nếu con quay trúng đích, vỡ òa trái tim em. Để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai trong cuộc sống lao động và sản xuất. Cảm ơn nhiều, rất là cô bay. Cảm ơn nhiều, rất là hân hạnh. Trong đó các trò chơi chéo co và thường được tổ chức cuộc thi. À, từ đó. Đó đâu? Đó gì nhá? Đi. Thể hiện sự đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên trong cộng đồng thôn bản và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Mông. Nghi thức mỉ và phần thi trích bản lễ hội của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của toàn thể quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.